Chào các bạn. Hồi nhỏ mơi xe mà ở dưới quê đâu có tiền đâu mà mua xe chơi. Giờ lớn là làm có tiền. Mới mua được mấy con xe, mỗi con tỷ nè. Trên tay thấy lớn Toyota Camry 1 tỷ. Chơi. Nói giỡn các bạn vậy thôi chứ đây là mấy cái xe mô hình. Thấy lớn mới mượn công ty thôi chứ tiền đâu mua, mà cũng đâu ai bán đâu mua nha. Để mà nhờ cái mô hình này, vẽ thêm cái mô hình này đang dàn dựng để giải thích thêm cho bạn một vấn đề. Thái Lớn hy vọng là qua cái clip này lần 2 này, Thái Lớn chia sẻ kỹ hơn, Thái Lớn sẽ giúp được cộng đồng và rất là nhiều bạn làm cách nào mà hiểu như thế nào để chúng ta ghép ngang ngon lành cành đào vô một phát ăn ngay, không bị va chạm với bất kỳ cái gì hết. Và bây giờ mời các bạn bắt đầu theo dõi clip nha. Nhóm Thái Lớn gồm có 7 thành viên: Thái, Vũ, Duy, Huy, Hằng, Ngân, Tâm. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe và muốn được hỗ trợ tốt nhất về giá, hỗ trợ kỹ thuật trước và sau khi mua xe, xin vui lòng liên hệ với nhóm Thái Lớn theo 7 khuôn mặt bên trên. Khi đến showroom, các bạn yêu cầu gặp đúng nhóm Thái Lớn mà hay nghĩ chắc ăn nhất, các bạn nên gọi điện trước theo số hotline này nè và lưu lại luôn. Nhớ các bạn nhé, tránh nhầm lẫn nhé. Thái Lớn xin cảm ơn. Khi các bạn là tài mới, và Thái Lớn cũng biết rằng do chúng ta chưa có cảm nhận chính xác về khoảng cách, do chúng ta chưa nắm được nguyên tắc hoặc có nguyên tắc nhưng mà cũng chưa thực sự đơn giản, nên chúng ta hay gặp những cái tình huống va chạm khi ghép ngang như thế này. Về vô đánh lái cái tán vô cái xe phía trước rất là dở các bạn, hay là dè vô đụng vô vách tường bởi cái góc phía sau phải, hay là chúng ta dè chúng ta sợ quá dè xong rồi chúng ta đánh lái rồi cuối cùng xe chúng ta đậu như vậy. Ê, ai người ta cũng đậu ngay hẳn lối sát rạc bên đây, đường đây cho người khác chạy, mình đậu chàng hãng chơi hơi như vậy, các bạn thấy có kỳ không, vân vân và vân vân. Đây là một cái vấn đề mà Thái Lớn muốn giúp và rất là nhiều năm Thái suy nghĩ làm sao để giải thích, để chia sẻ với lại những tài mới một cái nguyên tắc, một cái công thức, một cái cách mà để thực hành ghép ngang đơn giản nhất mà hiệu quả, một phát ăn ngay, không bị dính chưởng bất kỳ cái gì hết. Hôm nay Thái Lớn nghĩ vậy và Thái Lớn làm trên mô hình này. Chúng ta bắt đầu nha. Chào các bạn. Để giải thích cho các bạn dễ hiểu thì Thái Lớn chọn cái cách mà Thái Lớn đã tự tóm tắt lại và mỗi ngày ve thử vô cái chỗ mình ở, đặc biệt là bên hông nó có cái bức tường. Thái Lớn làm cái mô hình này theo như Thái Lớn nói một cách dễ hiểu nhất á, là chúng ta chọn được điểm bắt đầu lùi đúng. Đó là tóm tắt thứ nhất. Tóm tắt thứ hai là chúng ta chọn điểm đánh lái đúng. Và đây là điểm bắt đầu lùi đúng nè, với cái độ nghiêng của nó vừa phải, tay lái của nó thẳng. Và khi bạn ngồi trong xe, từ trong xe bạn nhìn vào gương chiếu hậu, mượn cái thân xe làm cái thước chiếu thẳng một đường, thấy được cái góc trước bên phụ của chiếc xe phía sau như thế này nè. Đây đấy là điểm bắt đầu đúng. Điểm như thế này là điểm bắt đầu đúng. Với điểm bắt đầu đúng thì Thái chắc chắn với các bạn là các bạn lùi xe và các bạn ghép xe vô kết thúc hành trình, không bị đụng xe phía sau, không bị bá vô xe phía trước, không bị đụng cái xe của mình vô vách tường. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu, có được điểm bắt đầu đúng rồi chúng ta còn lùi. Ở đây bạn thấy số 2, tại đây Thái Lớn tạm gọi là điểm bắt đầu đánh lái đúng. Khi bánh xe phía sau của mình bạn quan sát bằng gương chiếu hậu và quan sát bằng gương chiếu hậu bên tài, thấy được bánh xe phía sau của mình nó gần tới cái vạch giới hạn của cái ô đậu xe, hay nói cách khác là nó gần tới là cái vạch của các xe phía sau người ta đã đậu trước đó, mình bắt đầu đánh lái. Đồng thời quan sát cái kính chiếu hậu bên phải, coi cái góc xe sau phải của mình nó còn cái khoảng cách tương đối xa so với bức tường để tránh va chạm. Lúc này chúng ta là lúc mà chúng ta đã rơi vào đúng điểm bắt đầu đánh lái an toàn. Các bạn đánh hết lái và xe của chúng ta nó sẽ bắt đầu dè, tiếp tục dè và tiếp tục lắc cái đầu vô. Đây các bạn thấy. Đây. Khi lắc đầu vô đây rồi, việc còn lại của các bạn
là các bạn chỉ cần nắng cái xe mình chút xíu nó vô cho nó đẹp đẽ giống như người ta, tiến lên chỉnh cái xe lại chút xíu, thế là xong. Đấy, cái mà Hải Lớn muốn chia sẻ với các bạn một cách dễ hiểu đó là điểm bắt đầu đúng và điểm bắt đầu đánh lái đúng để vào chuồng một cách ngon lành cạnh đào. Bây giờ chúng ta cũng thắc mắc là làm sao để tìm đến điểm bắt đầu đúng. Nghe anh Thái nói như vậy, rõ ràng điểm bắt đầu lùi đúng là điểm quan trọng quyết định hết 90% thành hay bại của cái quá trình ghép ngang, đúng không các bạn? Xin thưa với các bạn, có hai cách tùy theo điều kiện cái khoảng trống ở bên hông của mình, thoải mái hay là hẹp. Có hai cách để chúng ta tìm đến điểm bắt đầu đúng. Cách thứ nhất, Thái Lớn thường hay xài nhất là chúng ta chạy lên, thấy cái lỗ rồi. Đây. Và đây, chúng ta đậu cách cái xe kế bên phía trước nè, khoảng chừng 33 tấc đến 5 tấc. Và sau đó bắt đầu đánh hết lái. Khi bắt đầu đánh hết lái thì cái xe chúng ta nó sẽ lùi vô. Vì nó là 3 đến 5 tấc thì bạn không có lo cái khoảng cách này nó bị va chạm, bạn không có lo. Nó luôn luôn là 3 đến 5 tấc. Như vậy, đây, như là vậy vô. Đây. Rồi. Rồi. Đây có phải là điểm bắt đầu đúng không? Chúng ta dùng cái thước chúng ta đo lại. Rõ ràng. Thấy không? Đây là điểm bắt đầu đúng và cứ thế chúng ta tiến vô. Ok. Đây là cách mình thường xài. Cách thứ hai để tìm đến điểm bắt đầu đúng là chúng ta từ xa chúng ta tiến lên. Đầu xe chúng ta gần ngang bằng với lại cái mí xe của xe phía trước. Các bạn thấy đó. Đánh hết lái bên trái, vừa tiến vừa đánh lái. Khác với cách kia là vừa lùi vừa đánh lái. Vừa tiến vừa đánh lái bên trái để chúng ta tìm được cái điểm bắt đầu đúng. Và đây chúng ta kiểm tra lại một lần, rõ ràng chúng ta đã rơi vào điểm bắt đầu đúng và cứ thế chúng ta dè vào giống như hồi nãy. Như vậy cái việc mà tìm đến để đậu được cái xe vào cái chỗ điểm bắt đầu đúng này nó có hai cách. Một cách vừa lùi vừa đánh lái bên phải, một cách là vừa tiến vừa đánh lái bên trái. Làm thế nào không biết, các bạn cứ tìm được cái điểm bắt đầu đúng theo nguyên tắc này. Thái Lớn đã nói, nhìn vào gương chiếu hậu, mượn cái thân xe của mình chiếu làm cây thước chiếu một đường, thấy được cái đầu, cái góc trước bên phải của xe phía sau, đấy là điểm bắt đầu đúng. Tại điểm này có thể là bạn làm một lần không xong thì chỗ này dù gì nó cũng còn trống, và các bạn có thể xào qua xào lại. Và ở trạng thái lưng lửng này chúng ta xào nó dễ và tìm được điểm bắt đầu đúng rồi, coi như bạn thành công được 90%. Việc còn lại là chúng bạn canh tốc độ, canh ga. Và đến điểm thứ hai là các bạn kết thúc hành trình của mình, nắng nón lại cho đẹp nữa mà thôi. Tới đây Thái Lớn hy vọng rằng các bạn hiểu được nguyên tắc của Thái Lớn chia sẻ với các bạn có hai điểm mà thôi. Và bây giờ để thực tế hơn, nói được, làm được, có lý thuyết, có thực hành, mời các bạn quay lại hiện trường với Thái Lớn. Bây giờ Thái Lớn vận dụng hết cái kỹ năng ghép ngang trong đường hẹp mà ngày xưa ông thầy ông dạy á, mà ổng dạy là mình là đường bằng, còn cái này là đường dốc, vừa ve mà vừa dốc mà vừa hàng rào nữa, không biết làm được không đi nữa. Nhóm Thái Lớn gồm có 7 thành viên: Thái, Vũ, Duy, Huy, Hằng, Ngân, Tâm. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe và muốn được hỗ trợ tốt nhất về giá, hỗ trợ kỹ thuật trước và sau khi mua xe, xin vui lòng liên hệ với nhóm Thái Lớn theo 7 khuôn mặt bên trên. Khi đến showroom, các bạn yêu cầu gặp đúng nhóm Thái Lớn mà hay nghĩ chắc ăn nhất, các bạn nên gọi điện trước theo số hotline này nè và lưu lại luôn. Nhớ các bạn nhé, tránh nhầm lẫn nhé. Thái Lớn xin cảm ơn. Còn có cái lỗ này thôi, vừa hẹp mà vừa cũng không hẹp lắm nhưng mà dốc. Chỉ có cái lỗ như vậy khó người ta mới chơi thôi. Bây giờ mình vô các bạn. Cái đầu tiên là các bạn dừng ngang cái lỗ, bạn liếc cái thấy cái lỗ này ok rồi. Nhưng mà cái điểm quan trọng là Thái Lớn muốn chia sẻ các bạn là mình chọn cái điểm bắt đầu đúng. Đây, như thế nào là điểm bắt đầu đúng? Chúng ta bắt đầu làm. Để chọn điểm bắt đầu đúng thì chúng ta có hai cách. Một là chúng ta tiến lên, chúng ta cặp song song với cái xe. Hai là chúng ta chạy lên cái mũi xe bằng cái đít xe đằng trước, là chúng ta quẹo ra để chúng ta chọn điểm bắt đầu đúng.
đậu song song với cái xe bên phải. Đầu đánh lái và dè. Lúc này nhìn cái gương chiếu hậu bên trái, thấy cái thân xe mình nó cập một đường chiếu hẳn vô ngay cái góc đèn, góc đèn trước phụ á của xe phía sau ha. Chúng ta hẳn lái à. Vô được một đoạn rồi chúng ta bắt đầu chúng ta quan sát kính chiếu hậu bên phải để chúng ta kiểm soát cái góc sau phải chúng ta có cứ đụng với tường hay không. Khi mà thấy nó gần chạm với tường, đạt điểm mong muốn thì chúng ta đánh hết lái và ngó lại cái góc. Rồi cái đầu mình đã lọt qua hổng tán rồi thì đừng nhìn cái đầu nữa, đừng sợ nữa, đúng không? Mình chỉ nhìn cái góc đèn sau phải của mình và cái khoảng cách của mình với lại cái xe phía sau còn nhiều hay ít. Thông qua gương chiếu hậu, nếu như mình có cái màn hình DVD này thì quá dễ rồi, không? Đây, đấy, vô, đó, cái này chân ga mình điểm nhẹ nhàng thôi, vô, rồi bị còn lại là hẳn, đẹp, rồi, ok, xong, giờ chúng ta xuống coi là chúng ta vô có sát hay không, rồi khoảng cách giữa hai đầu xe có đẹp hay không, có hẳn hay không. Ngon lành các bạn. Chào các bạn. Như vậy là Thái Lớn hy vọng rằng với những cái rút tỉa của Thái Lớn và tóm tắt lại một cách dễ hiểu nhất, một cách dễ hình dung nhất bằng cái mô hình này, Thái Lớn mong rằng càng ngày càng có nhiều tài mới, nhanh trưởng thành hơn và có tay lái lụa, lái xe an toàn mà ghép ngang một phát ăn ngay. Nhân tiện thì Thái Lớn cũng muốn nhắc lại là Thái Lớn và đội nhóm của mình không phải là dạy lái xe nha, chẳng qua là đây những kinh nghiệm mà mình muốn tóm tắt lại để giúp cho các bạn thôi. Các bạn có mua xe thì nhớ ủng hộ đội nhóm của Thái Lớn tại Toyota An Thành Fukushima, để là đội nhóm sẽ có động lực, có nhiều thời gian, có nhiều kinh phí để nghiên cứu những cái clip tương tự như thế này hay và bổ ích hơn. Để ủng hộ Thái Lớn và đội nhóm của mình, các bạn nên liên hệ trực tiếp bằng cách gọi điện vào hotline. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau hay và bổ ích hơn. Thái Lớn xin chào và hẹn gặp lại.